Xin chào. Chào mừng các bạn đến với chương trình Planet Yoga cùng tôi, sư phụ Kaman. Với yoga, bạn sẽ học được cách sử dụng sức mạnh của ý chí và cơ thể đến mức bạn không ngờ. Hãy tập cùng tôi nhé. Chào các bạn. Xin chào. Tôi rất mong được gặp lại các bạn và tôi biết các bạn cũng thế. Xin cảm ơn. Hãy cùng tôi bắt đầu những bài tập yoga kỳ diệu. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế ngồi và học cách thở đúng. Nào, bây giờ tôi muốn bạn kéo bàn chân trái vào giữa bộ phận sinh dục như thế này. Được chưa nào? Ngay bên trong có một điểm được gọi theo từ chuyên ngành y khoa là đáy chậu. Tôi muốn bạn kéo bàn chân vào trong hơn nữa. Sau đó kéo chân phải vào sát với chân trái. Ngồi lên một cái khăn nha bạn. Như vậy sẽ giúp bạn có tư thế thoải mái hơn. Với kiểu ngồi này, hai đầu gối sẽ mở rộng hơn so với khi bạn chêm thêm một cái khăn. Bạn thấy không? Rõ ràng là như thế này thì hai đầu gối đâu có mở rộng ra nhiều. Nhưng nếu ngồi như thế này, phần chân trên sẽ mở rộng ra hơn. Nào, các bạn ngồi thẳng lưng lên và quan sát nhé. Đầu ngón trỏ chạm vào đầu ngón cái và như thế này và thả lỏng. Bạn không cần phải căng bàn tay hay các ngón tay đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ hít thở chỉ với một lỗ mũi thôi. Tôi muốn bạn hít vào và thở ra với lỗ mũi bên trái thôi. Chúng ta sẽ làm nhanh một chút. Sau khi thực hiện 5 lần, chúng ta sẽ đổi sang bên này. Cuối cùng, tôi muốn các bạn đưa tay về và hít thở sâu với cả hai lỗ mũi. Bắt đầu nào. Bây giờ, đưa tay phải lên. Dùng ngón trỏ ấn vào cánh mũi phải. Tôi thấy bạn thực hiện quá tốt rồi đó. Dùng ngón trỏ ấn vào cánh mũi phải như thế, sẽ bịt lỗ mũi phải lại, không để cho không khí lưu thông qua khi bạn hít thở. Giữ nguyên tư thế nha bạn. Bây giờ hít thở bằng lỗ mũi trái với tốc độ nhanh nha bạn. Bắt đầu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Làm tốt lắm. Nào, bây giờ tương tự như thế, bạn bịt lỗ mũi trái lại bằng ngón trỏ. Chúng ta sẽ hít thở chỉ với lỗ mũi phải. Bắt đầu. Hít vào, thở ra. 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 Được rồi. Đưa tay về tư thế ban đầu. Bây giờ đến lượt cả hai lỗ mũi. Hãy quan sát ngay từ những động tác đầu tiên. Bạn phải thuần thục các kỹ thuật như thế này. Bắt đầu. Hít vào, thở ra. 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 Tốt lắm. Chúng ta sẽ thực hiện lại một lần nữa. Tôi sẽ làm lại để các bạn nhớ nằm lòng luôn động tác này. Phương pháp hít thở này bạn có thể thực hiện từ 3 đến 5 phút. Thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng và bạn sẽ chẳng phải tốn lấy một giọt cà phê nào nếu tập bài hít thở này. Nào, ngón cái ấn vào lỗ mũi phải. Chúng ta hít thở bằng lỗ mũi trái. Bắt đầu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. 3 4 5 Ok. Bây giờ dùng 4 ngón tay còn lại ấn vào cánh mũi trái và chúng ta hít thở bằng lỗ mũi phải. 1 Hít vào. 2 3 4 5 Tốt lắm. Về tư thế ban đầu. Bây giờ hít thở với cả hai lỗ mũi. Bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển động của hơi thở từ phần bụng dưới. 1 Hít vào. 2 3 4 5 Được rồi. Từ từ mở mắt ra nào. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cho đôi mắt nhé. Bài tập hít thở vừa rồi đánh thức bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tập với đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi nhìn thấy bất kỳ một sự việc nào đó, bạn sẽ bắt đầu liên tưởng, suy nghĩ, dự tính, lo lắng. Rất rất nhiều điều sẽ diễn ra. Hãy luyện tập cho mắt để giảm stress. Giữ nguyên tư thế ngồi. Tôi muốn bạn mở mắt ra nào. Mở thật to.
mở to hơn nữa. Thêm nữa đi bạn. Tôi biết bạn đang cười, nhưng tôi muốn các bạn phải giữ lưng thật thẳng. Bây giờ hãy nhìn sang phải, sau đó sang trái, sang phải, sang trái, phải, trái, phải, trái, phải. Bạn đang nhìn tôi hay bạn đang cử động mắt vậy? Không cử động đầu nhé. Nếu bạn nào đang đeo mắt kính thì nên bỏ mắt kính ra khi thực hiện động tác này. Nào, thêm hai lượt nữa, qua phải, rồi qua trái. Phải, trái. Bây giờ mắt nhìn về trước và từ từ nhắm mắt lại. Tiếp đến các bạn mở mắt ra thật to và nhìn lên. Sau đó nhìn xuống, đừng cử động đầu nhé. Nhìn lên, rồi xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Bây giờ đưa mắt nhìn về trước, từ từ nhắm mắt lại. Nào mở mắt ra. Tiếp theo tôi muốn bạn theo đường chéo. Chính xác là bạn nhìn chéo lên qua bên trái, sau đó nhìn chéo xuống qua bên phải. Nào nhìn lên, rồi nhìn xuống. Lên, rồi xuống. Lên, xuống. Lần cuối cùng, nhìn lên, rồi xuống. Tốt lắm, bây giờ nhìn lên bên phải, rồi nhìn xuống bên trái. Lên phải, xuống 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 trái. Lần cuối cùng, lên phải, xuống trái. Tốt lắm, đưa mắt vào giữa, từ từ khép mắt lại. Mở mắt ra. Tiếp theo chúng ta luyện tập cho dai. Đặt hai tay lên đầu như thế này. Bây giờ hít vào, đồng thời đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng lên trên, hai khuỷu tay kéo thẳng ra, áp sát tay, sau đó thở ra đồng thời đưa tay xuống. Làm lại nào, hít vào, kéo tay cao lên nữa bạn, thở ra, tiếp tục hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào. Tôi muốn bạn giữ nguyên như vậy trong khoảng 5 giây. 4, 3, 2, kết thúc, trở về tư thế ban đầu. Bạn thấy đấy, rất đơn giản, nhưng nó giúp mở rộng hai vai, giải phóng sự căng thẳng ở tay và khuỷu tay. Nào bây giờ đưa hai tay ra sau. Hai bàn tay đang chéo và đặt ra sau lưng như thế này. Bây giờ ép xương bả vai lại, đồng thời ưỡn ngực ra, sau đó trở về. Được không bạn? Nào hít vào, thở ra. Hít vào, ép xương vai vào, rồi thở ra. Còn hai lần nữa, hít vào, tốt lắm, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, ưỡn ngực ra thêm nữa bạn, sau đó thở ra, trở về tư thế ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ cử động thân trên nhằm giải phóng sự căng thẳng ở hông và đầu gối. Đẩy vai phải qua bên phải, về trước, qua trái, sau đó về giữa. Làm lại nào. Qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Lần cuối. Qua phải, về trước, qua trái, về giữa. Đổi bên nào. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Qua trái, về trước, qua phải,
về giữa, qua trái, về trước, qua phải, về giữa. Tiếp đến chúng ta quay qua hướng này và thực hiện các bài tập tiếp theo. Bạn không cần ngồi trên chiếc khăn này nữa để hai chân có thể nằm sát trên sàn nhà. Bây giờ đặt hai chân cách xa nhau một chút như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế Bunamanas, rất tốt cho xương sống, giảm sự khô cứng, căng thẳng. Nếu lưng bạn đang có vấn đề, hãy thực hiện tư thế này khoảng 100 lần. Bài tập này rất dễ, rất tốt cho cả tim nữa, tăng cường hoạt động cho tim. Nào, hãy đặt tay lên đầu gối như thế này. Bây giờ xoay người sang phải, cúi xuống, đầu chạm sàn nhà. Sau đó từ từ ngồi dậy. Nào, đổi bên, xoay sang trái, đầu chạm sàn. Trở về. Tiếp tục sang phải. Tốt lắm. Trở về nào. Rồi sang trái. Lần cuối nha bạn. Thở ra, sau đó hít vào, đồng thời trở về. Tiếp nào. Thở ra, sang phải. Hít vào, rồi thở ra. Tôi muốn bạn giữ nguyên như vậy và thở. Rồi bây giờ từ từ trở về. Làm tốt lắm. Nào, bây giờ hãy ngửa người ra sau và thư giãn trong hai nhịp thở. Rồi từ từ ngồi dậy. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo giãn. Động tác này rất tốt và cũng đơn giản thôi. Tôi muốn các bạn dang hai chân ra như thế này. Này, bạn có thể ngồi lên trên một cái khăn thật thoải mái. Bây giờ đưa hai tay ra trước, càng xa càng tốt. Đặt vào giữa hai chân, kéo đầu xuống chạm sàn. Được không bạn? Tư thế này có thể khó đối với những bạn có vấn đề về lưng nếu mới bắt đầu tập. Đừng lo bạn à, bạn có thể cong đầu gối lại. Hãy cong đầu gối một cách thoải mái. Đúng rồi đó, hai tay duỗi thẳng, đặt vào giữa, cúi đầu xuống. Đúng rồi, cảm nhận sự căng giãn đi nào. Philip này, tốt hơn chứ? Giữ nguyên tư thế như vậy và hít thở thật sâu nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Trí tuệ minh mẫn, thể chất tráng kiện, năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan. Sư phụ Kaman, huyền thoại yoga từ Ấn Độ, sẽ mang đến làn gió mới cho đời sống của bạn. Hãy gọi ngay 2220298. Cơ hội tham gia 3 buổi tập yoga chỉ với 199.000 đồng. Tốt lắm. Xin chào, tôi đang chờ các bạn đây. Nào, từ từ nâng người dậy, thu tay về như thế này. Bây giờ hãy ngồi thẳng lưng nào. Hai chân khép sát vào nhau, điều chỉnh xương chậu, chống hai tay sang hai bên như thế này. Kéo giãn xương sống ra, duỗi lưng thật thẳng nhé, căng phần thân trên ra. Giữ cho lưng thật thẳng là tư thế rất quan trọng đó bạn. Một nhịp thở nào. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập tư thế giúp giải phóng sự khô cứng và căng thẳng ở hông và xương sống, đồng thời kích thích tuyến tụy. Nào, bắt chéo chân phải qua chân trái như thế này. Tay trái ôm đầu gối chân phải, tay phải chống ra phía sau. Sau đó xoay người về sau càng nhiều càng tốt. Được không bạn? Tôi muốn bạn giữ nguyên tư thế như vậy và hít thở. Cứ như thế nhé. Các bạn chú ý là bàn chân phải nằm trên sàn nhà. Đó, như thế này này. Mở rộng vai ra hơn nữa đi bạn. Và hít thở thật sâu. Làm tốt lắm. Nếu như bạn thực hiện đến đây được rồi,
thì tiếp theo, bạn đưa tay trái qua khỏi đầu gối phải như thế này. Bàn tay duỗi thẳng. Bạn thấy không? Vai trái cao hơn đầu gối phải. Giữ nguyên tư thế này và xoay người nhìn ra sau. Hãy cảm nhận sức căng đang tập trung ở phần bụng và cảm nhận tuyến tụy đang được massage. Bạn thấy đấy, yoga không chỉ giúp tăng cường tính mềm dẻo của xương và các khớp thôi đâu. Và tôi muốn các bạn hít thở thật sâu để cảm nhận được điều đó. Ok, hít thở 2 nhịp nào. Tốt lắm. Nhịp cuối cùng. Bây giờ từ từ xoay người về lại. Nào, từ đây chúng ta thực hiện tư thế tiếp theo. Mỗi buổi tập, chúng ta sẽ đi từ tư thế đơn giản đến phức tạp hơn. Nào, từ đây, đối với các bạn mới tập lần đầu, bạn có thể kéo đầu gối phải qua một bên như thế này nếu bạn thấy hơi khó đối với mình. Còn không à, bạn làm tốt lắm. Bạn kéo đầu gối phải qua một bên và mắt cá phải nằm trên chân trái như thế này. Tôi muốn bạn làm như thế này. Còn nếu bạn chưa làm được như vậy, có thể thực hiện giống như cô ấy theo cách dễ hơn. Nào, bây giờ dang hai tay thẳng lên trời. Bạn có thể hơi cong chân trái lên một chút nếu thấy hơi khó thực hiện. Đúng rồi. Tiếp theo, đổ người về trước. Giữ nguyên tư thế như vậy. Bạn điều chỉnh sao cho thân trên tựa vào đầu gối như thế này nhé. Rồi cứ như thế. Hãy để cho cơ thể giãn ra một cách tự nhiên. Hãy kéo giãn ra. Làm tốt lắm bạn. Đây là một tư thế rất tốt nhằm massage cho xương chậu. Cứ giữ tư thế đồng thời kéo căng người ra trong khoảng 3 nhịp thở nữa. 2. Thở thật chậm và sâu nào bạn. Tốt rồi. Bây giờ ngẩng đầu lên. Từ từ trở về. Hai tay dang thẳng lên trời. Lưng kéo thẳng. Hạ hai tay xuống. Tốt lắm. Bây giờ duỗi chân ra và thư giãn nào. Thân trên ngã về sau. Hai tay chống trên sàn. Hai nhịp hít thở nào. Tốt lắm. Luôn luôn là trở về thư giãn và hít thở. Nào bây giờ đưa đầu về tư thế bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ tập tương tự như thế với chân kia. Chân trái bắt chéo qua chân phải. Tay phải ôm đầu gối trái. Tiếp đến xoay người ra sau. Càng xa càng tốt và hít thở. Tốt rồi. Hãy cảm nhận sức căng bên trong cơ thể. Tập trung hơi thở. Đừng nghiêng về bên nào cả nha bạn. Một số bạn có thể hơi nhấc mông lên một chút như thế này. Đừng làm vậy. Bạn phải ngồi thật thoải mái và kéo thẳng lưng ra. Xoay người về sau. Như thế. Hít thở đi nào. Tiếp đến bạn di chuyển như thế này. Nói chính xác hơn là bạn bắt chéo tay phải qua chân trái như thế này. Nào giữ nguyên và thực hiện 2 nhịp thở. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài học tiếp theo. Còn 1 nhịp thở. Nào, từ từ nhìn về trước, hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta chuyển sang tư thế mới. Bạn thả trái xuống như thế này. Kéo cổ chân sát vào trong cho đến khi bạn cảm thấy gót chân chạm vào bụng. Nếu bạn nào chưa làm được như thế, có thể thực hiện theo cách dễ hơn, bằng cách chỉ cần đặt bàn chân trái nằm giữa như thế này. Không cần phải gác lên chân phải. Được chưa bạn? Nếu đầu gối bạn có vấn đề, tôi khuyên bạn không nên tập tư thế này. Nào bây giờ thì đưa hai tay lên cao, duỗi thẳng ra. Đúng rồi. Tiếp đến bạn từ từ ngã người về trước, đầu chạm mặt sàn, và giữ nguyên tư thế này. Hít thở đều. Bạn thấy đấy, tư thế này giúp xoa bóp, căng giãn, giảm sự căng thẳng cho lưng và vai. Giữ nguyên như thế nhé. Nếu bạn không thực hiện được như thế kia, có thể làm theo cách dễ hơn như thế này. Như vậy tôi có 2 lựa chọn cho các bạn. Một là tư thế chuẩn, hay là tư thế đơn giản hơn. Bạn có thể tùy chọn. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ thực hiện được như cô ấy thôi.
Nào, còn hai nhịp thở nữa, làm tốt lắm. Và nhịp cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, đưa hai tay lên trời, duỗi thẳng ra nữa nào, như bạn đang với tới trần nhà vậy. Bạn chú ý là lưng luôn luôn duỗi thẳng như thế này và buông tay xuống. Tốt lắm. Bây giờ thì duỗi chân ra, hai tay chống ra sau, thư giãn với hai nhịp thở. Tập trung hơi thở ở bụng. Tốt rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thế con rùa. Tư thế này rất tốt cho những người bị chứng mất ngủ, có những tổn thương ở lưng. Thậm chí nếu bạn bị đau dọc hai bên đùi thì cũng nên tập tư thế này. Ai cũng có thể tập được. Nếu bạn cảm thấy bị ở các cơ bắp tại đây thì phải tập tư thế này. Nào, bạn sẵn sàng chưa? Từ từ đưa đầu về tư thế bình thường. Và chúng ta chuyển sang tư thế mới nhé. Bạn có thể ngồi trên một cái khăn như thế kia. Nào bây giờ cong hai chân lại, bàn chân đưa ra xa một chút, hai đầu gối mở ra hai bên. Những bạn có vấn đề về lưng không được ngồi như thế này, không tốt đâu. Chân không được duỗi thẳng, mở rộng hai đầu gối, hai bàn chân sát vào nhau, hai tay nắm hai bàn chân như thế này. Nào, hít vào và cúi thân trên xuống. Thật là sảng khoái khi đang ở tư thế này. Cứ ở yên như thế và hít thở. Hãy để cho cơ thể bạn được kéo giãn ra. Hãy để cho cơ thể bạn được giải phóng khỏi chứng sự căng thẳng. Thêm hai nhịp thở nữa đi bạn. Các bạn thấy đấy, cột sống của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn. Cột sống kết nối tất cả các dây thần kinh của hệ thần kinh ngoại biên với hệ thần kinh trung ương. Và khi tập tư thế sẽ giúp hệ thần kinh của chúng ta hoạt động tốt hơn, linh hoạt hơn, giải phóng sự căng thẳng ở cột sống. Và bạn sẽ cực kỳ khỏe mạnh. Bạn sẽ có tất cả. Nào, từ từ nâng người dậy và ôm lấy đầu gối. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải phóng lưng khỏi sự căng thẳng. Ngồi thẳng, kéo thẳng lưng ra. Hai nhịp thở đi bạn. Hãy tập trung điều khiển hơi thở ở bụng. Tốt lắm. Ok. Tiếp đến hãy ngồi trên gót chân như thế này. Chúng ta sẽ đi từ tư thế đứa trẻ và chuyển sang tư thế cân bằng. Nào, tư thế đứa trẻ. Các bạn đã biết tư thế đứa trẻ là như thế nào rồi. Đưa hai tay ra trước, cúi đầu xuống chạm sàn. Hai nhịp thở nào. Còn một nhịp. Bây giờ từ từ nâng đầu lên, tay và chân chống xuống sàn như thế này. Tốt lắm. Nào, từ đây bạn từ từ nâng chân phải và tay trái lên. Sau đó hạ xuống và trở về tư thế đứa trẻ. Được không bạn? Nào, tiếp tục nhổm người dậy. Ta đổi bên nào. Nâng chân trái và tay phải lên. Hạ xuống, trở về tư thế đứa trẻ. Làm tốt lắm. Tiếp tục từ từ nhổm dậy. Bạn đang tập cho khớp, tất cả các khớp đấy. Nào, từ từ nâng chân phải và tay trái lên. Tốt lắm. 4, 3, 2 và trở về tư thế đứa trẻ. Tiếp tục từ từ nâng người lên, cầm đưa ra trước, nâng chân trái và tay phải lên. 4, 3, 2, 1, từ từ hạ xuống và trở về tư thế đứa trẻ. Làm đẹp lắm. Tiếp tục nào, từ từ nhổm lên. Chúng ta còn 2 vòng nữa. Nào, tay phải, chân trái, duỗi thẳng. 4, 3, 2. Được rồi, từ từ trở về. Tiếp nào, từ từ nhổm lên.
chân trái, tay phải, 4, 3, 2, từ từ trở về, lực cuối cùng, từ từ nhổm lên, chân phải, tay trái, 4, 3, 2, từ từ trở về. Bạn làm tốt lắm. Nào bây giờ đổi bên. Từ từ nhổm lên. Chân trái, tay phải. 4, 3, 2. Và từ từ trở về tư thế đứa trẻ. Hãy thư giãn đi. Hãy tưởng tượng mình là một đứa trẻ. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Chào các em nhỏ dễ thương. Hãy thức dậy nào. Từ từ di chuyển tay về tư thế này. Ngồi thẳng lưng lên nhé. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bài tập giãn hamstring, cơ kheo và cho cả cơ nữa. Sẵn sàng chưa bạn? Bắt đầu nhé. Nào, hãy nằm ngửa ra, thả lỏng và thực hiện hai nhịp thở. Đúng rồi, hai chân duỗi thẳng, đặt cách nhau ra một tí. Hãy cảm nhận luồng khí đang chuyển động ở phần bụng khi bạn hít vào. Tốt lắm. Bạn có thấy như vậy không? Làm tốt lắm. Đây là trung tâm, nghĩa là hãy để tâm trí ở đây, điều khiển hơi thở ở đây và đánh thức sức mạnh tinh thần và thể chất đang tiềm ẩn. Trở về trung tâm. Đó là điều tôi muốn các bạn làm. Thêm hai nhịp thở nữa. Còn một nhịp thở. Nào bây giờ từ từ mở mắt ra. Tiếp đến chúng ta sẽ massage cho lưng nhé. Nào, hai tay bạn ôm lấy hai đầu gối như thế này. Đúng rồi, bạn có thể ôm vòng từ bên dưới như vậy. Nào bây giờ thì hãy lăn người như thế này. Cứ làm như thế nhé. Được chứ? Nào, lăn đi. Tốt lắm. Tiếp tục lăn nữa nào. Tốt lắm. Thêm 4 vòng nữa nào. Tốt lắm. Ôm chặt chân vào nữa đi nào. Mọi sự căng thẳng và đơ cứng ở lưng sẽ biến mất. Ôm thật chặt vào. Còn 2 vòng nữa. Tốt lắm. Còn 1. Tốt lắm. Ngồi dậy, từ từ nằm xuống. Bạn thấy không? Khi biết lăn người đúng cách như thế, bạn sẽ nằm tiếp xúc lưng với sàn đúng tư thế. Có nhiều người đã nện lưng mình xuống sàn nhà đấy. Đây là một kỹ thuật khéo léo khi đặt lưng tiếp xúc sàn nhà. Làm tốt lắm. Bạn có 2 nhịp thở để sẵn sàng cho tư thế kéo giãn tiếp theo. Từ từ mở mắt ra. Nào, bây giờ thì dang hai tay rộng ra hai phía, co chân trái lại và thả sang một bên. Đúng rồi. Tiếp đến hít vào, đồng thời dựng chân phải thẳng đứng lên như thế này. Sau đó bạn thở ra, đồng thời thả chân phải nghiêng sang bên trái như thế. Tư thế đẹp lắm. Bạn nhìn sang bên phải. Rất dễ phải không nào? Bạn thấy đấy, chúng ta đang tập cho phần eo và cả đùi nữa. Nào, từ từ dựng chân phải lên và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Hãy thực hiện vài lần như thế. Sẵn sàng nào. Tập trung hít thở nha bạn. Hít vào, nâng chân phải lên, từ từ di chuyển nó sang bên trái. Đẹp lắm. Tiếp tục nhé. Từ từ nâng chân phải lên và hạ xuống. Các bạn làm tốt lắm. Tác động lên phần eo, tác động lên phần đùi. Nào, từ từ dựng chân phải lên, đồng thời hít vào, từ từ nghiêng sang trái, đầu nhìn về phía phải. Tốt lắm. Từ từ nâng chân phải lên
và hạ xuống. Hãy thực hiện thêm 2 lần nữa. Tôi muốn các bạn tập trung vào các cơ. Khi bạn nâng chân lên, khi hít vào, hãy cảm nhận sự kéo giãn cơ bắp chân. Khi bạn nghiêng chân sang bên trái, hãy cảm nhận phần eo. Cứ như vậy, chúng ta liên tục đổi vị trí từ cơ bắp chân sang phần eo và ngược lại. Nào, hãy tập trung vào phần đùi má bên ngoài này. Nâng chân lên. Tốt lắm. Và hạ xuống. Hãy cảm nhận xương hông đang kéo giãn. Đẹp lắm. Lần nữa nào. Làm thật chậm nhé. Nào, hít vào. Hãy cảm nhận được sức căng. Bạn có thấy như vậy không? Tốt lắm. Bây giờ thì đưa vắt ngang chân sang trái như thế này. Tuyệt lắm. Nào, từ từ nâng chân lên. Và từ từ hạ chân xuống. Thế thôi. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp với chân kia. Bạn đã thấm mệt chưa nào? Không hề đúng không? Tiếp tục nào. Từ từ duỗi chân trái ra. Co chân phải lên. Và đặt nó sang một bên như thế này. Bây giờ tôi muốn bạn tập trung vào chân trái. Nào, hít vào, đồng thời từ từ nâng chân trái lên. Tốt lắm. Nào, đưa chân trái qua phải. Thở ra, mắt nhìn về phía trái. Làm tốt lắm. Các bạn chú ý khi ở tư thế như thế này thì xương vai ở đây duỗi thẳng. Tiếp đến, tập trung sức mạnh ở phần đùi này. Thở ra, đồng thời từ từ nâng chân trái lên và trở về. Làm thêm vài lần nữa nha bạn. Từ từ hít vào. Từ từ đưa chân trái qua phải. Mắt nhìn sang trái. Đúng rồi. Và từ từ nâng chân trái lên. Rất tốt cho phần eo đấy. Từ từ trở về. Một trong những mong muốn của bạn là sở hữu một vòng eo nhỏ gọn. Yoga sẽ giúp mong muốn của bạn thành hiện thực đấy. Tiếp tục nào, từ từ nâng lên. Từ từ thở ra và mắt nhìn về bên trái. Tiếp tục, từ từ nâng chân lên. Từ từ hạ xuống. Tốt lắm, lần cuối cùng nha. Tập trung sức mạnh vào những cơ chúng ta đang tác động lên nha. Nào, nâng lên. Hãy cảm nhận được các cơ đang căng cứng ra. Cố định phần eo và từ từ đưa chân qua phải. Mắt nhìn sang trái. Tốt lắm. Nào, từ từ nâng lên, từ từ hạ xuống. Xong rồi. Bạn làm tốt lắm. Bây giờ thì hãy hít thở, thư giãn đi trước khi chúng ta qua những tư thế tiếp theo. Tốt, tiếp tục hít thở nào. Hãy cảm nhận được hơi thở đang chuyển động ở vùng bụng này. Khi bạn hít vào, cơ bụng sẽ căng ra như thế này. Tốt lắm, chúng ta sẽ chuyển sang tư thế kéo giãn cơ. Yoga còn là những động tác tập thể hình an toàn và rất năng động. Nào, bây giờ co cả hai đầu gối lại. Tốt. Nếu bạn nào không thể ngồi dậy được, bạn có thể thực hiện theo cách dễ hơn là nắm lấy hai đầu gối. Hãy để hai tay duỗi dọc thân nào. Tốt. Giữ cho người thật thẳng nha bạn. Bây giờ tôi muốn bạn tập trung sức mạnh ở phần bụng và từ từ vươn người dậy. Hai tay ngang với đầu gối. Bạn cảm nhận được sức căng chưa nào? Nếu thấy hơi khó, đơn giản hơn, bạn có thể nắm lấy hai đầu gối như thế này và nâng người lên. Này, bạn đừng kéo căng cổ ra. Một số bạn kéo căng cổ như thế này. Hãy tập trung vào đây, chứ không phải ở đây. Nắm lấy hai chân như thế và từ từ nằm xuống. Tốt lắm. Trước hết, bạn đừng thực hiện tư thế quá nhanh. Như thế có thể làm cho lưng bạn bị đau. Nào, từ từ nắm lấy chân. Hãy cuộn người lên nào. Giữ trong 4 giây nhé. 3, 2, và từ từ nằm xuống. Làm tốt lắm. Bạn làm đúng rồi đó. Còn 2 lần cuối cùng nào. Từ từ cuốn người lên. Cong lưng lại, bạn sẽ không bị đau. Giữ như thế trong 10 giây nhé bạn. 9, 8, 7, 6, 5. Cố gắng lên. 3, nào, cố gắng nữa đi bạn. 2, rồi từ từ duỗi ra. Xong rồi. Bây giờ thì hãy thư giãn với hai nhịp thở nào. Còn một nhịp nữa. Bạn luôn nhớ là hãy trở về trung tâm. Tập trung hít thở. Tốt lắm. Tiếp theo, bạn hãy co đầu gối lại. Chậm chậm thôi nha.
chúng ta sẽ tập trung hơn nữa cho xương sống, làm cho nó khỏe mạnh hơn. Nào, co đầu gối lại, gót chân chạm mông, bàn chân nằm song song mặt sàn. Trước tiên, tôi muốn bạn nắm lấy cổ chân. Tốt lắm. Nếu bạn không thể nắm được cổ chân, bạn có thể cứ đặt hai tay xuống sàn. Nào bây giờ thì hãy nâng mông lên. Cao lên nào. Đúng rồi. Cứ nắm lấy cổ chân như thế. Căng người ra nữa nào. Cao lên nữa đi bạn. Đẩy ngực chạm tới cằm đi bạn. Như thế ở đây bạn cũng tạo được độ căng duỗi. Tôi muốn bạn cứ giữ nguyên như thế và kéo căng cơ mông hơn nữa. Căng hơn nữa. Hít thở đều đi bạn. Bạn hãy từ từ chống hai tay dưới mông hoặc lưng cũng được, miễn là bạn thấy thoải mái. Ok, giữ như thế nha bạn. Tôi muốn bạn di chuyển khuỷu tay vào trong một chút bằng cách nâng người lên một chút và nhích khuỷu tay vào. Được chưa bạn? Cứ giữ nguyên tư thế nhé. Nào bây giờ thì nhắm mắt lại. Tôi muốn bạn tập trung ở phần thanh quản và thở đều như một đứa bé đang ngáy. Ý của tôi là một đứa bé khi ngủ say thì ngáy rất nhẹ, không làm người khác kinh hãi, không ngáy như một con voi nhé. Được chứ? Hãy thở như một đứa trẻ, thật nhẹ, tiếp tục thở nào. Tư thế này sẽ kích thích tuyến giáp ở phía trước cổ, là nơi điều khiển sự lớn lên và phát triển của cơ thể bạn đấy. Tuyến giáp đồng thời cũng điều khiển hơi nóng, năng lượng của bạn ở đây. Nó đóng vai trò rất quan trọng, vì sao tuyến yên ở não bộ. Tôi có thể nói rằng, càng hiểu biết về cơ thể thì càng có lợi. Yoga không chỉ dừng lại ở các tư thế kéo giãn. Chúng ta đang luyện tập cho cơ thể và các tuyến giáp nữa. Bạn còn 4 nhịp thở nữa. Hãy đẩy lưng cao thêm một chút nữa nào. Bây giờ, duỗi tay ra. Và từ từ hạ người xuống. Hai chân duỗi ra. Tay buông dọc cơ thể. Hãy tập trung hít thở. Hãy để cơ thể bạn thư giãn và phục hồi lại năng lượng. Bạn thấy không? Việc chúng ta vừa làm là kéo căng cơ thể ra và sau đó là thư giãn và phục hồi năng lượng. Tốt lắm. Cứ giữ nguyên tư thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tư thế con cá. Trước hết, hãy đặt tay dưới mông như thế này. Tốt lắm. Hai chân giữ thẳng. Bây giờ thì dùng khuỷu tay làm trọng tâm cơ thể và nâng thân trên lên. Như thế, ngửa đầu về sau. Đúng rồi, thế thôi. Nếu bạn thấy khó quá thì có thể chỉ giữ đầu như thế này cũng tốt thôi. Tôi muốn các bạn giữ nguyên như thế trong 5 giây thôi. 4, 3, 2. Xong rồi. Bây giờ thì từ từ nằm xuống. Chân, tay, duỗi ra nào. Hãy hít thở nào. Các bạn làm rất tốt đấy. Đừng đi đâu nhé. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Trí tuệ minh mẫn, thể chất tráng kiện, năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan. Sư phụ Kaman, huyền thoại yoga từ Ấn Độ, sẽ mang đến làn gió mới cho đời sống của bạn. Hãy gọi ngay 2220298. Cơ hội tham gia 3 buổi tập yoga chỉ với 199.000 đồng. Tôi ở đây rồi. Xin chào. Các bạn còn ở đó không? Hay là đang mơ màng rồi? Ok, thức dậy đi nào. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi tập. Hãy tập thật tốt như lúc nãy bạn nhé. Nào từ từ mở mắt ra. Buổi học chưa kết thúc mà bạn. Tập trung nào. Mở mắt ra, từ từ nằm nghiêng người, co đầu gối và từ từ ngồi dậy. Nào, bây giờ thì ngồi ở tư thế viên kim cương tuyệt đẹp. Bạn ơi,
Kim Cương là bạn thân của quý bà quý cô đúng không? Xin thưa, Kim Cương cũng là bạn thân của các quý ông nữa. Ok, hãy ngồi ở tư thế như thế này nhé bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ tập tư thế con bò, tư thế Gomukha. Bây giờ thì hãy đưa chân phải vòng qua đầu gối trái như thế. Tốt lắm. Tay trái nắm lấy cổ chân phải và kéo chân phải về ra sau, càng xa càng tốt. Chú ý là hai đầu gối phải thẳng hàng với nhau nhé bạn. Làm đẹp lắm. Tôi muốn các bạn giữ nguyên ở tư thế này. Tư thế này đặc biệt rất tốt cho nam giới và nó cũng rất tốt cho phụ nữ. Đây là một tư thế tuyệt vời, giúp giảm đi tình trạng căng cứng ở bàng quang và ở tinh hoàn. Vì vậy đây là một tư thế rất tốt đấy. Cứ ở nguyên tư thế như vậy bạn nhé. Bạn có thể chống hai tay xuống sàn như thế này và hít vào thật sâu. Từ từ thở ra đồng thời cúi người về trước. Đầu thả lỏng. Bây giờ thì từ từ trở về tư thế bình thường, ngồi thẳng. Để chúng ta đang massage, bạn thấy không? Tiếp tục nào, từ từ thở ra về trước. Từ từ ngồi dậy. Lần cuối nào. Từ từ thở ra về trước. Giữ ở tư thế này và hít thở đi bạn. Nào, từ từ trở về tư thế bình thường. Bạn cảm thấy tốt hơn chứ? Nào, bây giờ thì thả lỏng và thư giãn đi. Tôi thấy một vài bạn suýt xoa. Wow. Ok, không sao đâu bạn. Nào, bây giờ chúng ta đổi chân. Tương tự, bạn đưa chân trái vòng qua đầu gối phải. Tay phải nắm lấy cổ chân trái và kéo chân trái về sau, càng xa càng tốt. Chú ý là hai đầu gối phải thẳng hàng với nhau nhé bạn. Chống tay ra hai bên như thế này và hít vào thật sâu. Đồng thời, cúi người về trước. Một lần nữa nào. Hít vào, cúi người về trước. Một lần nữa. Hít vào, cúi người về trước. Giữ nguyên tư thế và hít thở nào. Tốt lắm. Bây giờ từ từ thở ra và ngồi thẳng người lên. Tháo khóa chân. Kết thúc tư thế. Chúng ta sẽ tập tiếp tư thế lạc đà nào. Sẵn sàng chứ? Đầu tiên, từ từ đứng lên ở tư thế như thế này. Hai tay đặt trên hông. Sau đó đẩy hông về trước. Lưng cong về sau. Từ từ trở lại tư thế ban đầu và ngồi xuống. Bạn thấy không? Chúng ta đang tác động lên tất cả các khớp ở cổ chân, đầu gối, xương sống, ngực. Nào, tiếp tục. Từ từ ở tư thế đứng trên đầu gối như thế. Đẩy hông về trước và cong người ra sau. Làm đẹp lắm. Hãy thả lỏng cổ nhé bạn. Và xương ức nhô lên. Nào, từ từ về tư thế ngồi ban đầu. Tốt lắm. Chúng ta còn một lần nữa thôi. Lần này các bạn cố gắng uốn cong người thêm nữa. Nhưng mà đừng có ngã xuống làm đau sàn nhà nhé bạn. Nào, bây giờ từ từ đứng trên đầu gối. Uốn cong người về sau nào. Làm tốt lắm, hít thở đi. Mở rộng ngực nào. Tập trung vào mở rộng ngực đi bạn. Tiếp tục hít thở nhé. Còn hai nhịp thở nữa. Tôi muốn các bạn đẩy hông về trước nữa đi nào. Và trở về và ngồi xuống. Đúng rồi. Nào bây giờ hãy thư giãn ở tư thế đứa trẻ. Từ từ nằm xuống. Ta có hai nhịp thở. Tiếp theo là tư thế con thỏ. Bạn đưa từng tay một ra sau như thế này. Và thả đầu xuống. Đầu sát vào đầu gối nhé bạn. Bạn ơi, đầu phải nằm sát vào đầu gối. Như thế. Đúng rồi đó. Nào bây giờ thì nâng mông lên.
nâng mông lên. À, đây là một tư thế rất tốt massage cho đầu. Giữ như thế một lát nhé. Nào bây giờ thì từ từ trở lại tư thế ban đầu. Thêm một lần nữa nào. Từ từ nâng mông lên. Làm tốt lắm. Thả lỏng hai tay đi bạn. Tôi muốn các bạn giữ nguyên như thế. Tư thế này cực kỳ tốt cho phần lưng trên, đặc biệt là nếu như phần lưng trên của bạn đang có vấn đề. Ngoài ra, nó cũng giúp massage và kích thích tuyến giáp, giải phóng khỏi sức ép ở đây. Khi ở tư thế này, rất nhiều năng lượng, máu dồn xuống mặt và kết quả là khuôn mặt bạn sẽ dần trở nên hồng hào, tươi sáng một cách tự nhiên, tựa như ánh bình minh, tựa như ánh trăng rằm. Yoga làm cho vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp nội tâm của chúng ta được thể hiện ra. Nào bây giờ trở về tư thế bình thường. Cứ giữ như thế và ta có hai nhịp thở. Tốt lắm. Bây giờ bạn đặt hai tay ra trước, sau đó từ từ chuyển sang tư thế nằm sấp. Tốt lắm. Nào, nằm sấp xuống. Tiếp theo, bạn hãy từ từ nhắm mắt lại. Đầu nằm trên hai bàn tay và hít thở. Thả lỏng gót chân. Đôi khi chúng ta căng gót chân ra, nhưng ở đây tôi muốn bạn thả lỏng gót chân. Bây giờ chúng ta đã ở tư thế sẵn sàng rồi nhé. Nào, tiếp theo bạn nâng đầu lên và chống khuỷu tay như thế này. Các bạn giữ ở tư thế này, kéo dài người ra nữa đi bạn. Đúng rồi, mở rộng vai nào. Đừng khép vai lại. Mở rộng hai vai. Tốt lắm. Ta có hai nhịp thở ở đây. Tiếp tục, bạn từ từ đưa tay phải lên cao vừa tầm như thế này, rồi nâng chân trái lên luôn. Đúng rồi, giữ trong 5 giây nhé bạn. 4, 3, 2 và hạ xuống. Tư thế này làm phần hông, lưng, vai được căng ra. Tiếp tục đổi bên, đưa tay trái lên trước, rồi chân phải. Đúng rồi. 5 giây nào. 4, 3, 2 và hạ xuống. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Ok, đưa tay phải lên rồi đến chân trái. Đúng rồi, giữ yên nhé. 4, 3, 2 và hạ xuống. Làm đẹp lắm. Nào tiếp tục đi, đưa tay trái lên, rồi chân phải. Giữ trong 5 giây nào. 4, 3, 2 và từ từ hạ xuống. Trở về tư thế đầu nằm trên hai bàn tay. Hít thở hai nhịp nào. Bây giờ tôi muốn bạn chuyển sang tư thế nằm ngửa. Nào, nhổm dậy và xoay người, nằm ngửa. Có một số người không biết cách thở đúng, nên họ cảm thấy khó khăn khi thực hiện theo cách này. Vì vậy tôi muốn các bạn luyện tập cách thở này. Điều đầu tiên, bạn cần lưu ý là phải đặt hai chân dang ra một chút và thả lỏng gót chân. Được không nào? Điều cần lưu ý tiếp là thả lỏng hai vai, cằm gần với ngực. Tốt lắm, nhắm mắt lại đi bạn. Tôi muốn các bạn quan sát và điều khiển hơi thở của mình. Tôi biết là một số bạn cảm thấy rất khó, nhưng nhiều bạn cũng rất muốn thực hiện tư thế này đúng không? Tôi chắc là như thế. Không sao cả, có tôi ở đây mà bạn. Nào bạn hãy lấy một cái mền. Tôi nghĩ là nặng hơn cái này một chút. Cái này không nặng lắm, nhưng mà chúng ta cứ dùng tạm cũng được. Tôi muốn minh họa cho bạn cách thực hiện động tác trước. Nào, đặt cái mền này lên trên bụng. Bạn có thể dùng một quyển sách. Chúng ta sẽ quan sát hơi thở của bạn chuyển động như thế nào ở đây nhé. Khi hít vào, bụng của chúng ta sẽ căng ra, và khi thở ra thì nó sẽ xẹp xuống. Đó, bạn thấy không? Hít vào thì căng ra, phình lên và rồi xẹp xuống. Vừa rồi là bước luyện tập đầu tiên. Một số bạn bị đau ở cổ, thậm chí có người còn không thể dựng đầu dậy được. Vậy thì bạn hãy nâng đầu lên một chút và kê vào đó một cái gối. Kê vừa đầu và thoải mái nhé. Bạn thấy đấy,
Như thế này thì phần cổ được đỡ bên dưới. Nhắm mắt lại nào. Như vậy đó. Đúng rồi. Bạn cứ làm đúng theo những gì tôi hướng dẫn nhé. Tôi muốn bạn hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nào. Các bạn tuyệt lắm. Nhắm mắt lại và hãy thư giãn. Thư giãn tất cả các cơ. Thả lỏng khuôn mặt nào. Hãy tưởng tượng bạn đang mỉm cười thật tươi. Một nụ cười hạnh phúc. Hãy thả lỏng cả phần quai hàm. Nhiều người thường giữ cứng quai hàm. Làm như thế là rất sai lầm. Vì khi ngủ mà bạn vẫn không thả lỏng quai hàm thì đồng nghĩa với việc nhiều cơ khác cũng bị căng cứng. Bạn phải học cách thả lỏng quai hàm. Nào, hãy hé môi ra một chút. Không cần phải mở rộng đâu. Và thư giãn phần cổ đi nào. Thả lỏng hai vai. Tiếp theo thả lỏng hai tay. Rồi thả lỏng các ngón tay. Tiếp nữa hãy thả lỏng ngực. Hãy thả lỏng phần bụng. Thả lỏng phần đùi. Rồi đầu gối. Rồi đến cổ chân. Rồi đến các ngón chân. Nào hãy hít thở. Tập trung hơi thở. Đi từ mũi đến rốn. Thở thật đều và sâu. Rồi từ rốn lại đến mũi. Cứ giữ như thế càng lâu càng tốt. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Chính yoga đã làm thay đổi bạn một cách kỳ diệu. Hãy tập cùng tôi nhé. Xin chào.